Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 6 tháng 7, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17. Các thí sinh làm thủ tục để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 diễn ra vào ngày 7, 8 và 9 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng dự có đại diện các ban đảng trung ương, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh. Trước giờ khai mạc kỳ họp, đồng chí phó chủ tịch thường trực quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã tổ chức dâng hoa tượng đài tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, sáng tạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, đã đóng góp nhiều công lao to lớn cho quê hương đất nước. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm nay, mặc dù thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với việc triển khai kịp thời, đồng bộ nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nên kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Có được kết quả đó, có vai trò quan trọng của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc đề xuất các giải pháp, quyết nghị các chính sách phù hợp với bối cảnh thực tiễn, khả thi nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm 2022, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ với quyết tâm cao nhất. Những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đưa ra những quyết định đúng đắn, sát tình hình thực tiễn, đảm bảo đúng pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao. Vì sự phát triển của tỉnh và sự đáp ứng niềm tin, sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri, góp phần vào sự thành công của kỳ họp. Tiếp đó, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, y tế, giáo dục, phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách. Cử tri của huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào đề nghị tỉnh có phương án hỗ trợ kinh phí lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn để khắc phục tình trạng ùn ứ rác thải trong các khu dân cư. Cử tri của huyện Yên Mỹ đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục giao đất và xin giá đất để địa phương sớm được triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở để lấy kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Cử tri của huyện Kim Động đề nghị tỉnh cho kiểm tra các doanh nghiệp khai thác cát trên sông Luộc thuộc địa bàn xã Mai Động vì những năm gần đây thôn Văn Nghệ, xã Mai Động bị sạt lở mất nhiều diện tích đất nông nghiệp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Và đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc đền bù giải phóng mặt bằng công trình nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng cầu Rẽ Ninh Bình cho nhân dân thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa. Cử tri của huyện Yên Mỹ đề nghị tỉnh chỉ đạo điều chỉnh xây dựng khoảng cách tối thiểu giữa dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển hạ tầng công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên làm chủ đầu tư và các khu dân cư trên địa bàn huyện phải cách nhau tối thiểu 50m vì hiện nay theo quy hoạch tổng thể là 32m để nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường và sinh hoạt của nhân dân. Cử tri cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi tại các khu đã quy hoạch làm công nghiệp trên địa bàn các xã Giai Phạm, Trung Hưng, thị trấn Yên Mỹ và một số địa phương khác trên địa bàn huyện Yên Mỹ để phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt của nhân dân.
Cử tri các huyện Yên Mỹ, Phù Cử, Ân Thi, Văn Giang và Kim Động đề nghị tỉnh quan tâm lắp đặt hệ thống biển báo tín hiệu các nút giao thông của có tuyến đường tỉnh chạy qua các địa bàn các huyện để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông. Cử tri huyện Phù Cử đề nghị tỉnh sớm triển khai dự án đường Tân Phúc Võng Phan tạo điều kiện thuận lợi để giao thông đi lại cho các địa phương. Đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đường vành đai 5 chạy qua địa bàn xã Minh Tân. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cử tri thành phố Hưng Yên, huyện Ân Thi và thị xã Mỹ Hào đề nghị tỉnh nghiên cứu việc tăng học phí cần phải có lộ trình cụ thể để phù hợp với điều kiện kinh tế của đại bộ phận nhân dân. Cử tri huyện Yên Mỹ đề nghị tỉnh bổ sung biên chế giáo viên các môn học còn thiếu ở các trường, các bậc học để đảm bảo thực hiện tốt lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo, nhất là bậc tiểu học. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, tờ trình và dự thảo nghị quyết và chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023. Thời gian qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. 6 tháng đầu năm đã tổ chức thành công 2 kỳ họp, ban hành 30 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế, an sinh xã hội và quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. Dự thảo nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 8,6%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,76%, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt trên 18.200 tỷ đồng, tăng 3,72%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 25.800 tỷ đồng, thu nội địa đạt 23.500 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác lao động và việc làm, an sinh xã hội được bảo đảm. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nêu những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra 15 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Là triển khai đồng bộ quyết liệt các cái nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đề ra, tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp và những chương trình phục hồi kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, tăng thu ngân sách, phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tiến độ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, các giải pháp hỗ trợ các cái đối tượng doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả, giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, tập trung xây dựng triển khai có hiệu quả các cái đề án cơ cấu ngành công nghiệp, ngành thương mại giai đoạn 2021-2022, cải thiện môi trường, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các cái dự án kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, kịp thời giải quyết các cái kiến nghị khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung hoàn thành phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050, khai thác tốt các nguồn thu, chủ động quản lý thu và chống thất thu, quyết liệt trong cái công tác đôn đốc thu và xử lý nợ động thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ động thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh cái tiến độ thi công các cái dự án kết cấu hạ tầng, nhất là các cái dự án lớn trọng điểm của tỉnh, và theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các cái dự án. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, quyết tâm vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19, đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022 và là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế so với mặt bằng chung của cả nước. Đây là yếu tố tiền đề quan trọng để Hưng Yên triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, trong thành công chung đó có sự đóng góp quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh, có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động, cùng với sự đồng hành, đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 và cả hệ thống chính trị của tỉnh. Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân rất bài bản, chu đáo, kỹ lưỡng, chất lượng các nghị quyết được nâng lên. Sát với thực tiễn, phương thức tổ chức giám sát được cải tiến, thông tin tuyên truyền được chú trọng, từ đó cử tri và các cấp các ngành nắm bắt và giám sát kịp thời. Vai trò của Hội đồng Nhân dân ngày càng được khẳng định, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và các giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 đã đề ra, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc tỉnh cần tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục quán triệt tăng cường công tác tuyên truyền kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội, về tài chính ngân sách, đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát dịch và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, các giải pháp tài chính tiền tệ năm 2022-2023, bố trí đủ nguồn lực để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Hưng Yên cần phát huy tối đa lợi thế của một tỉnh có vị trí thuận lợi là cửa ngõ phía đông, nam của thủ đô Hà Nội, thuộc khu vực tam giác động lực phát triển phía Bắc, nhất là nâng cao năng lực kết nối giao thông từ Hà Nội đến Hưng Yên qua đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đây là động lực quan trọng để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện tốt công tác quy hoạch luân chuyển cán bộ từ sớm từ xa, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo quản lý điều hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đảm bảo đúng vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương và các quy định liên quan, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát phải thiết thực, hiệu quả. Giám sát phải trúng, phải đúng. Mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân phải luôn gần dân, sát dân hơn, có nhiều hình thức gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động phối hợp đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trong giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại địa phương, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng hiệu quả cao, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội đối với những quyết sách về kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tôi tin rằng với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, quyết sách đúng đắn, khoa học, giám sát chặt chẽ của Hội đồng Nhân dân, sự điều hành quyết liệt linh hoạt của Ủy ban Nhân dân, sự đoàn kết, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Hưng Yên sớm thực hiện khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thông minh, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa, phố hiến xưa, là thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại của trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng, duyên hải Bắc Bộ. Kỳ họp đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Y tế trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết về chủ trương phương án sử dụng vốn ngân sách tỉnh
hỗ trợ các xã đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2022-2023, quy định một số chính sách về công tác dân số ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Buổi chiều kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 tiếp tục xem xét các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết quan trọng và tiến hành thảo luận tổ. Trong phiên làm việc buổi chiều, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và các nội dung được phân công. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và các nội dung được phân công. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022. Nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và các nội dung được phân công. Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành chia 5 tổ thảo luận cho ý kiến đối với các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết và các nội dung có liên quan do Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp, như về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, sự điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong phiên thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ngành tư pháp, công tác mặt trận, tham gia xây dựng chính quyền và các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo tờ trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của các cấp ngành doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu trong sản xuất công tác, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời nêu nhiều ý kiến về các lĩnh vực như tình hình 6 tháng cuối năm còn biến động do giá xăng dầu tăng, tình hình COVID cũng còn phức tạp trên thế giới, cần tiếp tục các giải pháp tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Nhiều dự án triển khai chậm, cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Công tác cải cách thủ tục hành chính hướng đến phát triển chính phủ điện tử chưa đánh giá rõ nét, cần xem xét lại mức thu học phí trong các cấp học. Ngày mai mùng 7 tháng 7, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 bước vào ngày làm việc thứ 2 và bế mạc. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tiếp tục thông tin hoạt động của kỳ họp. Sáng nay, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, chỉ số PA Index năm 2021 bình quân đạt 86,37%, tăng 2,65 điểm phần trăm so với năm 2020. Chỉ số CPAT năm 2021 bình quân đạt 87,16%, tăng 1,68 điểm phần trăm so với năm 2020. Đến quý 2 năm 2022, số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 đạt 86%, tăng mạnh so với năm 2020. Năm 2020, chỉ số này chỉ đạt 30%. Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phỏng vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phê về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, nhất là công tác đảm bảo an toàn kỳ thi. Thưa ông, đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Hưng Yên đã được triển khai như thế nào ạ? Đối với các điểm thi thì các cái phòng chứa đề, chứa bài đã được thực hiện đầy đủ theo quy định, và công tác phòng cháy chữa cháy thì cũng đã được các đồng chí an ninh kiểm soát và kiểm tra đầy đủ đảm bảo. Còn các cái phòng chờ, phòng dự phòng và đặc biệt là phòng dành cho thí sinh mắc bệnh COVID thì đều đã được chuẩn bị đầy đủ, và đến thời điểm này thì các đoàn kiểm tra báo cáo là đã thực hiện đầy đủ các cái công tác chuẩn bị của các cái điểm thi. Thế còn đối với sở thì đã chuẩn bị các cái điểm liên quan đến công tác chứa bài,
công tác bảng phách và công tác chấm thi. Năm học 2021-2022 được đánh giá là có nhiều khó khăn khi mà học sinh phải học trực tuyến kéo dài. Như vậy thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã có những cái giải pháp như thế nào đảm bảo kiến thức cho thí sinh tham dự kỳ thi ạ? Sau khi học sinh đến trường học trực tiếp, ngành đã yêu cầu các thầy các cô có khảo sát, có kiểm tra phân loại học sinh, có các cái kế hoạch cụ thể tùy từng đơn vị, bổ sung kiến thức cốt lõi cho học sinh, lên kế hoạch cho từng đối tượng. Học sinh vừa để ôn thi tốt nghiệp cũng là ôn thi để lấy kết quả thi đại học. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có sự phối hợp với các ngành khác, các đơn vị khác như thế nào để có những cái giải pháp chống gian lận thi cử ạ? Ngành Giáo dục Đào tạo cũng đã phối hợp cùng với Công an tỉnh chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị các cái phòng chứa đồ cho học sinh cách phòng thi 25m theo quy định, quán triệt đối với đội ngũ các thầy các cô làm nhiệm vụ giám thị, quan sát trong quá trình thi và ngăn ngừa từ xa đối với các cái thí sinh mang các thiết bị vào khu vực làm thi. Tất cả các em học sinh là không được mang đồng hồ điện tử cũng như là đồng hồ thông minh vào trong phòng thi. Và nếu như những em nào mà cố tình thì cũng coi như là mắc quy chế. Mỗi một phòng thi ở mỗi buổi thi thì có các cái phương án đánh số báo danh theo việc bốc thăm của giám thị phòng đó, cho nên là các giám thị cũng không định hình được vị trí của các thí sinh, và đặc biệt các thí sinh thì cũng không thể có được cái liên hệ với nhau về cái số vị trí chỗ ngồi của mình. Trước khi kỳ thi diễn ra thì ông có cái lời khuyên như thế nào dành cho các thí sinh ạ? Mong rằng là tất cả các em học sinh hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và tự tin đối với kỳ thi. Vâng ạ, xin được cảm ơn ông ạ. Hôm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 chính thức bắt đầu. Tất cả 31 điểm thi tại tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất các thủ tục cuối cùng, sẵn sàng các điều kiện cho ngày thi chính thức mùng 7 tháng 7. Đúng 8 giờ sáng, ngày làm việc đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 chính thức bắt đầu. Hơn 2.000 cán bộ giáo viên đã tới 31 điểm thi trên toàn tỉnh nhận nhiệm vụ, nghe quán triệt về quy chế thi theo nguyên tắc rõ người, rõ việc. Đồng thời triển khai các vấn đề về nghiệp vụ coi thi, trong đó chú trọng đến việc phát hiện gian lận thi cử bằng công nghệ cao, cách xử lý nếu có những sự cố bất thường xảy ra. Việc chuẩn bị cái quy chế thi này thì không phải là chỉ ngày hôm nay, mà chúng tôi cũng đã được chuẩn bị trong một khoảng thời gian rất là dài. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng tham gia cho kỳ thi này một cách tốt nhất. Cũng trong sáng ngày 6 tháng 7, các điểm thi tiếp tục kiểm tra, rà soát lại cơ sở vật chất, công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn kỳ thi, kịp thời xử lý, khắc phục sai sót, đảm bảo các điều kiện để tổ chức thi. Phòng thi có đầy đủ các thiết bị mà đảm bảo cho các em học sinh làm bài thi, có đủ 3 phòng chờ, có phòng thi riêng và có phòng dự phòng. Nhà trường cũng đã chuẩn bị các cái vật dụng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch, như là khẩu trang, nước khử khuẩn. 14 giờ chiều, gần 14.000 thí sinh trên toàn tỉnh đã tới điểm thi, nhận phòng thi, được cán bộ coi thi phổ biến quy chế, rà soát lại thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, số báo danh để kịp thời sửa đổi, bổ sung nếu có sai sót. Do đã có sự chuẩn bị chu đáo về kiến thức, nhiều thí sinh đến điểm thi trong tâm trạng vui tươi, hào hứng. Em cũng tự chấn an rằng là đây là một kỳ thi để mình thể hiện cái năng lực của mình, nên là em đã chuẩn bị một cái tâm thế thoải mái nhất để có thể bung hết những cái kiến thức mà mình đã tích lũy được. Em sẽ đọc sách này, tìm hiểu ở trên mạng và dựa vào những gì thầy cô dạy để đi thi có thể trả lời được bài. Em tự tin là em sẽ làm bài hết năng lực của mình ạ. Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đó là các điểm thi sẽ phải bố trí một phòng chứa đồ cho thí sinh nằm cách khu vực thi tối thiểu 25m. Và thí sinh sẽ không được mang những vật dụng không cần thiết vào trong khu vực thi. Điều này thì đã được các giám thị một lần nữa nhắc nhở, phổ biến đến các em trong buổi làm thủ tục chiều hôm nay. Ngày mai, thí sinh sẽ tham dự ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với hai môn toán và ngữ văn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.